thị nội thất Cường Đạt tại trụ sở 500-502-504 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, chuyên cung cấp gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm, thiết bị phòng bếp, đá hoa cương. Với diện tích trưng bày lên đến 4.000m2 với đa dạng các chủng loại mặt hàng. Các loại gạch men nhập khẩu từ các nước như Tây Ban Nha, Italia, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và các hãng gạch cao cấp trong nước như Bạch Mã, White House, gạch Thạch Anh, Pansera, gạch xương sứ xuất khẩu, Kiss. Ngoài ra, còn có các loại gạch men của các hãng nổi tiếng khác như Đồng Tâm, Vito, Dacera, Prime. Các sản phẩm thiết bị vệ sinh được nhập khẩu từ các nước châu Âu như Kohler, Mỹ, Grohe, Đức, Flor, Italia. Với ưu thế là nhà phân phối độc quyền của các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh trong nước để phục vụ cho các công trình dự án dân dụng như Seza, Inas, Basic, Vigracera đang là thế mạnh về mẫu mã cũng như giá thành. Đối với các dòng đá marble, đá oxit xuyên sáng được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha với đa dạng màu sắc và kích thước. Các loại đá do công ty chúng tôi nhập về đảm bảo 100% là đá tự nhiên, mang đến cho quý khách một không gian khác biệt mà lại gần thiên nhiên nhất. Đến với siêu thị nội thất Cường Đạt, quý khách sẽ được phục vụ và tư vấn bởi đội ngũ kỹ thuật lành nghề, nhân viên bán hàng có trình độ và sự am hiểu về sản phẩm, đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách sự lựa chọn tối ưu nhất cho ngôi nhà của quý khách. Siêu thị Cường Đạt với phương châm giá trị của sản phẩm cộng với sự nhiệt tình và hiểu biết của nhân viên phục vụ luôn luôn cao hơn giá trị của đồng tiền mà quý khách bỏ ra. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0913 579 122 02283 631 631. Địa chỉ 500-502-504 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Kính mời quý khách tới để được trải nghiệm và hưởng những chính sách khuyến mại vô cùng hấp dẫn.